Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thưa quý vị, quan hệ chăn gối vốn là sợi dây kết nối chặt chẽ tình cảm vợ chồng, làm vợ chồng hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn. Nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng có may mắn được hưởng cái diễm phúc ấy, đặc biệt là đối với người đàn ông trong câu chuyện dưới đây. Anh ấy có một nỗi ám ảnh kinh hoàng về chuyện ấy của mình. Vì người vợ của anh mắc chứng cuồng yêu và có những cái yêu cầu về chuyện giường chiếu vô cùng là quái đản, khiến cho người nghe phải thực sự dùng mình. Chi tiết câu chuyện như thế nào thì xin được kính mời quý vị khán giả hãy cùng với Hồng Nhung theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Em tôi 1 tuổi. Cô là người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt. Mẹ tôi là người vô cùng khó tính. Bà đã thẳng thừng gạt bỏ 3 mối tình của tôi vì không ưng ý con dâu tương lai. Nhưng với Nhung thì bà ưng ngay từ lần gặp đầu tiên. Mẹ nói Nhung là một người phụ nữ trưởng thành, thế nên tôi sẽ không tốn công sức để chiều chuộng cô vì những nũng nịu, nhõng nhẽo mà phụ nữ trẻ thường có. Quả thật khi yêu nhau, Nhung luôn tỏ ra là một người độc lập. Cô ít khi nhờ đến sự giúp đỡ của tôi vì cũng đã có tuổi, nên tình yêu của chúng tôi không được lãng mạn như những cặp đôi khác. Nhất là khi chỉ yêu nhau 2 tháng, tôi và Nhung đã đi đến hôn nhân. Mải mê tập trung cho sự nghiệp, kết hôn muộn nên hai chúng tôi đều có điều kiện về kinh tế. Sau đám cưới, tôi và vợ dọn ra ở riêng, chứ không ở với bố mẹ tôi, dù nhà tôi rất rộng. Có một khoảng không gian riêng thực sự dành cho mình sẽ tuyệt vời hơn là việc ở chung nhà với thế hệ cách xa mình về lối suy nghĩ. Bố mẹ tôi ủng hộ điều đó, vì ông bà cũng không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn và thay đổi bởi sự xuất hiện của cô con dâu. Nhà của vợ chồng tôi cách nhà bố mẹ không xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ, nên cuối tuần vợ chồng tôi đều về nhà thăm bố mẹ, nên tình cảm gia đình vẫn rất gắn bó. Sau nửa tháng đi trăng mật tại Hàn Quốc, tôi và Nhung quay lại với công việc. Đời sống vợ chồng những ngày đầu không có điều gì đáng phàn nàn. Việc nhà đều do chị giúp việc đảm nhiệm. Tôi và Nhung dành buổi tối cho nhau, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi bộ, cùng nhau xem phim, cùng nhau làm nhiều việc điên rồ. Ở Nhung, phức hợp rất nhiều tính cách. Có khi cô trưởng thành và nói những lời già dặn. Có những khi cô lại hệt như một con nhóc cấp 3 với những hờn giận tươi trẻ. Đó là nét tính cách mà sau khi Nhung đã trở thành vợ tôi mới dám khám phá ra. Bởi vì khi còn yêu nhau, Nhung hầu như chẳng bao giờ hờn giận hay làm gì nũng nịu với tôi. Mới đầu chuyện này khiến tôi rất hứng thú. Sự trẻ con của Nhung làm cho tôi ngạc nhiên và bật cười về những lý do ngớ ngẩn đáng yêu cô đưa ra mỗi khi giận dỗi tôi. Điều đó giúp cho cuộc hôn nhân của chúng tôi có thêm màu sắc rực rỡ và không bị nhàm chán. Nhưng rồi theo thời gian, chính nó lại khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhung có thể gây sự và giận dỗi tôi khi bất cứ chuyện gì. Chuyện tôi bận họp về muộn, chuyện tôi đang nói chuyện với cô thì điện thoại hết pin, chuyện tôi đi họp lớp, bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời sống của tôi đều có thể trở thành cái cớ cho cô giận dỗi. Mỗi lần giận, Nhung lại làm đơn ly hôn và đưa cho tôi ký. Những lần đầu tôi còn thấy lo lắng và tìm mọi cách làm lành. Lâu dần tôi nhận ra đó chỉ là chiêu bài của Nhung để ép tôi phải làm theo ý của cô. Bằng chứng là khi tôi đặt bút ký vào đơn ly hôn, Nhung đã bật khóc nức nở, rồi xin lỗi tôi và xé đơn ly hôn ngay sau đó. Khi chiêu bài ly hôn không còn tác dụng để răn đe đối với tôi, Nhung bớt hẳn cái thói giận dỗi. Cuộc sống của tôi nhờ vậy cũng dễ thở hơn. Thế nhưng, bớt trẻ con trong tính khí thì vợ tôi lại chuyển qua quái đản trong chuyện giường chiếu. Và đây mới là lý do chính làm tôi phát điên. Khi lấy tôi, Nhung đã không còn nguyên vẹn. Cô cũng thẳng thắn kể với tôi chuyện cô đã mất cái ngàn vàng với người yêu đầu tiên từ năm cô 20 tuổi. Thực ra thì tôi không quan tâm đến chuyện đó, vì Nhung cũng không phải người đàn bà đầu tiên mà tôi có quan hệ chăn gối. Xã hội bình đẳng, nam nữ bình đẳng, thế nên tôi không quá coi trọng chữ trinh của người phụ nữ. Sống với nhau điều vẫn là hạnh phúc, chứ không phải chỉ là một chữ trinh kia đã là đủ cho tất cả mọi thứ. Nhung có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu. Cô thậm chí còn tài giỏi hơn tôi nghĩ. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi hạnh phúc một phần cũng là nhờ chuyện này. Thế nhưng, khi những hờn dỗi trẻ con dừng lại,
thì Nhung lại tổ chức một cuộc cách mạng chuyện giường chiếu. Và những đòi hỏi của cô khiến tôi phát điên, vì tôi không thể hiểu nổi sao bỗng dưng vợ mình lại chuyển tính, chuyển nết như vậy. Cú nổ đầu tiên là vào một ngày tôi đang họp ở công ty. Nhung gọi điện, giọng gấp gáp và nói tôi phải về nhà ngay. Ngỡ vợ mình đang có chuyện gì khẩn cấp, tôi vội vàng rời cuộc họp và đi nhanh hết sức có thể để về nhà. Khi về tới nhà, vợ tôi đang ở phòng. Cô cởi trần, người cô bóng loáng lên như thể cô bôi thứ dầu nào đó lên người. Tôi hoảng hốt hỏi vợ có chuyện gì xảy ra, thì cô hớn hở khoe mới học bài mới trong chuyện giường chiếu và muốn thực hành ngay. Toàn thân Nhung được cô bôi mật ong và cô muốn tôi âu yếm cô bằng lưỡi cho đến khi làm sạch toàn bộ mật ong trên người cô thì thôi. Tôi phát sốt vì ý muốn này của cô. Kể ra chuyện này tôi thấy xấu hổ và mất mặt, nhưng không kể thì sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi phải chịu khi có cô vợ kỳ lạ như vậy. Tôi để mặc Nhung với sở thích quái đản của cô rồi trở về công ty. Điều tất nhiên là hôm đó tôi bị vợ giận, nhưng tôi không buồn quan tâm nữa vì tôi thấy rõ ràng vợ mình đã sai. Nhung thể hiện sự giận dỗi của mình bằng cách dọn về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi cuống cuồng sang trách cứ tôi. Bà vẫn vô cùng yêu chiều và bênh vực con dâu. Theo yêu cầu của mẹ, tôi sang nhà ngoại xin lỗi và đón vợ về. Lời xin lỗi được chấp nhận và vợ tôi đồng ý về khi tôi hứa với cô ấy sẽ cùng cố thực hiện màn làm sạch màn ong kia. Chưa dừng ở cái kiểu chăn gối kỳ quái đó, Nhung còn đi sưu tầm đủ kiểu từ cái trang web, lời chia sẻ của các chị em. Và thật kinh khủng là vợ tôi xem cả phim đen để có thêm kinh nghiệm giường chiếu. Khi thì cô chuẩn bị những thứ để hỗ trợ cho chuyện âu yếm của vợ chồng, như chất bôi trơn, thậm chí là cả búp bê. Có khi vợ tôi lại ăn mặc và trang điểm như một gái bán hoa ngoài đường. Cô trang điểm loè loẹt, đi tất ren, váy cực ngắn và dùng những lời lả lơ với tôi. Nếu tôi không chiều theo ý của vợ và đóng theo vở kịch mà cô đã dàn dựng xong kịch bản, thì vợ tôi lại vội vã thu xếp quần áo để bỏ về nhà ngoại. Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi những trò kỳ quái của vợ ngày càng nhiều, nhất là khi cô gợi ý với tôi thuê một gái gọi thực sự về và cả ba sẽ làm chuyện chăn gối với nhau, thì tôi tin là vợ mình có vấn đề về tâm lý. Tôi tìm mọi cách khuyên Nhung đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị nhưng cô không nghe. Cô khẳng định cô hoàn toàn bình thường và chẳng có vấn đề gì với suy nghĩ của cô với chuyện chăn gối cả. Mối quan hệ của vợ chồng tôi vì đó mà rạn nứt. Tôi đưa đơn ly hôn, Nhung không đồng ý. Cô lạnh lùng xé tan đơn trước mặt tôi rồi bỏ về nhà ngoại như mọi khi. Tôi không đón vợ về nữa. Dù cho mẹ nói thế nào, tôi cũng không đồng ý sang nhà ngoại để xin lỗi và thuyết phục Nhung trở về nhà. Tôi không biết phải kể vấn đề của gia đình mình cho mẹ nghe như thế nào để có thể xin được lời khuyên từ bà. Tôi tuyệt đối không kể với bạn bè vì chuyện vợ tôi cuồng quan hệ khiến tôi thấy xấu hổ. Vì thế, chẳng ai hiểu lý do vì sao vợ chồng tôi bất hòa liên tục và cứ dăm bữa nửa tháng, tôi lại qua nhà bà ngoại đón vợ. Nhưng nếu biết chuyện, liệu họ có thể cho tôi một lời khuyên và giải pháp thực sự có ích để tôi có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này? Việc có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối là điều hết sức bình thường. Chứng này không chỉ diễn ra ở cánh mày râu mà nhiều chị em phụ nữ hiện nay cũng đang gặp phải vấn đề này. Chuyện vợ ngoại tình vì có nhu cầu cao không còn là chuyện lạ và hiếm gặp nữa, mà nó đã trở thành vấn đề khó giải quyết của nhiều gia đình. Và đây cũng là một trong những chủ đề khó phân biệt được trách nhiệm của chính mỗi con người trong gia đình. Vậy vợ ngoại tình vì nhu cầu cao, vì chồng không đáp ứng đủ chuyện chăn gối, đáng thương hay là đáng trách? Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì kính mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Năm nay tôi 42 tuổi, lập gia đình khá muộn. Tôi mới cưới được 8 năm, nhưng bù lại tôi lấy được một cô vợ khá xinh xắn, giỏi giang trong công việc. Tôi làm chủ một xưởng gỗ, còn Bình, vợ tôi làm giáo viên cấp 1. Cô chỉ làm hợp đồng. Ngoài việc đi dạy, cô còn mở một cửa hàng bán quần áo. Nhờ ăn nói có duyên, vẻ bề ngoài bắt mắt, nên vợ tôi kiếm được khá nhiều tiền. Một mình cô sắm xanh tất cả đồ đạc hiện đại trong nhà. Ngoài ra hai vợ chồng tôi còn mua được ô tô riêng và cho con học ở trường quốc tế. Từ khi có vợ, lúc nào tôi cũng lâng lâng hạnh phúc. Chính Bình là nguồn động viên cho tôi. Tôi lao vào công việc không biết mệt mỏi để chứng tỏ tình yêu của tôi dành cho cô ấy.
cuộc sống hôn nhân của chúng tôi hết sức viên mãn. Nếu như không phải vì một chuyện trái khoáy, đó là nhu cầu của vợ tôi quá cao. Cô ấy đòi hỏi rất nhiều, mọi nơi có thể. Nhiều khi tôi mệt mà cô ấy vẫn chủ động khơi gợi. Tôi cũng không thể ngờ rằng, dù tôi luôn đáp ứng cho cô ấy, nhưng vợ tôi vẫn cảm thấy không đủ. Trong đời sống chăn gối vợ chồng tôi hoàn toàn đáp ứng. Tuy nhiên với những khát khao cháy bỏng cộng với công việc trong nhà nước, rất nhàn và nhiều thời gian, cô đã lao vào niềm đam mê thân xác với một người đàn ông khác. Người này quen biết cô ấy từ rất lâu. Trước khi quen tôi, cũng có gia đình với một người vợ xinh đẹp và hai đứa con trai khó khỉnh. Khi con gái được 4 tuổi, tôi mới biết về mối quan hệ ngang trái này. Tôi cũng biết được là hóa ra họ đã quan hệ với nhau từ rất lâu rồi. Và chợt hiểu ra những lần cô nói đi công tác vài ngày, những buổi trưa tôi gọi điện không thấy nghe, và được nói lại là do ăn sớm và ngủ nên không nghe máy, là cô lao vào nhà nghỉ với người đó. Thậm chí họ còn lao vào nhau ngay cả trong giờ hành chính, những khi cô ấy dỗi việc xin ra ngoài. Ngày biết được chuyện này tôi như phát điên, gọi cô ấy về, đóng cửa chửi mắng, thậm chí tát và nói vào mặt vợ những lời lẽ thảm tệ nhất. Cô ấy cũng khóc rất nhiều và nói lời xin lỗi. Những ngày sau đó tôi chìm vào đau khổ, uất ức và thả cuộc sống trong rượu. Thế nhưng nhìn con gái tôi như tỉnh lại tất cả. Đã có thời gian ngồi suy nghĩ về bản thân, về vợ con. Hai người mà tôi vô cùng yêu thương. Sự đau đớn, tức giận, uất ức cũng giảm đi khi cảm giác hối hận, có lỗi của một người chồng không làm thỏa mãn được vợ trào lên. Sau này, khi người đàn ông kia buông ra, cô đã lại lao vào mối quan hệ với một người khác. Có lần có một người phụ nữ gọi điện muốn gặp vợ tôi. Tôi gặng hỏi xem có việc gì thì bị cô ấy quát ầm vào máy. Ông có vợ thì phải biết giữ, không nên để bái đi lung tung rồi quyến rũ chồng người khác như vậy. Khi bình tĩnh một chút, cô ấy nói cho tôi biết, cô lập gia đình chưa được một năm. Chồng cô ấy tuy không có công việc ổn định, nhưng là một người hiền lành và yêu thương vợ. Vậy mà gần đây anh ấy sinh ra hư hỏng, bỏ nhà đi qua đêm thường xuyên. Cô phải nhờ người rình rập nhiều ngày mới phát hiện ra anh ta đi với vợ tôi. Mặc dù rất đau khổ ê chề, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế nói chuyện nhẹ nhàng. Tôi hứa sẽ tìm hiểu xem thực hư thế nào, rồi báo lại cho cô ấy. Ngày hôm sau tôi nhờ một người em chung sưởng giúp, lấy cớ là đi chữa bệnh. Nhưng thực tình tôi ngồi trong một quán cà phê gần đó theo dõi vợ. Không phải đợi lâu thì tôi đã thấy cảnh vợ tôi không bán hàng như đã nói, mà cùng người đàn ông mặt trẻ măng, tay trong tay đi ra ngoài. Rồi cả hai chui vào ô tô có kính đen, bịt bùng và phóng đi. Tôi bắt xe chạy theo thì thấy họ chạy ra ngoại ô, rồi chui tọt vào một cái nhà nghỉ. Choáng váng, thất vọng, nhưng tôi vẫn phải cố bình tâm lại để quay trở về. Tôi gọi điện cho cô gái kia, xác định đúng như những gì cô nói, và nhờ cô hẹn với anh chồng là có một người xin gặp khi nào anh ấy về. Hôm sau tôi đến nhà cô nói chuyện với anh chồng. Điều khủng khiếp tôi nghe được từ miệng cậu ta là vợ tôi không chỉ quan hệ với một người mà còn với nhiều người đàn ông khác đến mua hàng. Ai đến cửa hàng vợ tôi cũng liếc mắt đưa tình, cố đụng chạm khơi gợi. Cậu ta nói vợ tôi có nhu cầu sinh lý cao, luôn tỏ ra là người chủ động trong chuyện ấy. Cậu ấy muốn chấm dứt từ lâu, nhưng vợ tôi luôn gọi điện gà gẫm, và cậu ta cũng chót cầm của vợ tôi một số tiền nên mới phụ thuộc như vậy. Cậu ấy cũng nói rằng vợ tôi không hài lòng với cuộc sống chăn gối, nhưng không muốn mất tôi nên cố gắng chịu đựng và tìm cách giải tỏa bên ngoài. Có lẽ tôi không thể tiếp tục cuộc sống đau khổ thế này nữa. Khi viết lên những dòng này, tôi đã quyết định sẽ chia tay để giải phóng cho cô ấy. Quý vị và các bạn thân mến, có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối thì chẳng có gì là sai trái cả. Thế nhưng cái sai của người phụ nữ trong câu chuyện trên là đã lựa chọn ngoại tình. Chuyện chăn gối là quan trọng và cần thiết trong cuộc sống hôn nhân, nhưng mà nếu mà thiếu nó thì cũng không phải là cái vấn đề gì, nó quá là to tát. Và đó là những tâm sự của một người đàn ông khi mà có vợ liên tục ngoại tình vì có nhu cầu quá cao. Thế còn những người phụ nữ ngoại tình chỉ vì có một người chồng mắc chứng bệnh yếu sinh lý thì sao ạ? Họ không muốn ngoại tình, nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc họ phải như vậy. Họ yêu chồng, muốn ở bên chồng, nhưng mà họ cũng khát khao có những điều cơ bản nhất của chuyện chăn gối. Liệu họ là những người phụ nữ đáng thương hay là đáng trách? Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì kính mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi chương trình ngay sau đây. Tôi là một người đàn bà rất đỗi bình thường, 33 tuổi, đã có chồng và một con gái bụ bẫm, đáng yêu. Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi, anh là một người đàn ông hiền lành chân chất,
yêu thương tôi hết mực, nhưng anh lại kém trong chuyện ấy. Khi mới yêu nhau, anh chẳng bao giờ đòi hỏi hay ôm hôn tôi cuồng nhiệt, kể cả khi hai đứa đi du lịch riêng với nhau. Tôi cảm động vì nghĩ anh thương mình, anh tôn trọng mình rồi gật đầu cái rụp khi anh cầu hôn. Đêm tân hôn tôi mong chờ mòn mỏi, rồi cũng đến. Tôi háo hức mặc bộ đồ đỏ sexy nhất, xịt nước hoa quyến rũ nhất và nằm bên chồng. Anh chỉ vỗ về lưng tôi nhẹ nhẹ rồi thủ thỉ vào tai tôi. Hôm nay mệt rồi, ngủ đi em. Nước mắt tôi lăn dài suốt đêm hôm ấy. Chẳng lẽ nào anh không có một chút khát khao nào với tôi hay sao? Tôi đặt nhẹ bàn tay anh lên ngực, anh vẫn để yên, không hề cuồng si mê dại. Rồi tôi cũng trở thành đàn bà, nhưng tuần có tuần không. Đến lúc này tôi mới biết, quả thật chồng tôi yếu sinh lý chứ chẳng phải tôn trọng tôi hay đi làm căng thẳng mệt mỏi gì cả. Mặc dù anh luôn chiều chuộng yêu thương tôi, nhưng cái bản năng đàn bà trong tôi luôn thét gào đòi hỏi. Sau khi sinh con xong, ham muốn trong tôi càng đốt cháy dữ dội hơn. Đến nỗi, có ngày đầu óc tôi vẩn vơ, không thể làm được gì. Chỉ ngồi đọc những chuyện ngôn tình trên mạng, đọc đến đoạn ái ân mù mẫn, tôi lại khát khao mãnh liệt. Thế rồi tôi cũng đã ngoại tình. Nhân một lần công ty đi liên hoan sinh nhật, mọi người uống bia rồi hát karaoke, có tí men trong người, lại ngồi bên một người đàn ông cao to lực lưỡng. Không hiểu chứng choáng thế nào mà tôi lại ôm gì lấy anh ấy. Bàn tay thèm khát lục lọi cơ thể. Anh chẳng nói gì, chỉ thở nhẹ bên vành tai. Anh dìu tôi sang khách sạn bên cạnh quán karaoke đó. Đến tận đêm hôm ấy, khi đã là đàn bà được 6 năm, tôi mới biết thế nào là mãn nguyện. Cả đêm tôi không ngủ, mải miết đắm chìm trong vòng tay rắn chắc và làn môi tham lam của anh. Anh thủ thỉ, anh đã thích tôi từ rất lâu rồi, chỉ chờ có ngày hôm nay thôi. Sáng hôm sau về nhà tôi đã tránh ánh mắt của chồng. Anh không hỏi tôi đi đâu, cũng không hỏi vì sao đêm qua em không về nhà mà nhẹ nhàng, tối qua em đi chơi có vui không? Tôi muốn hét thẳng vào mặt chồng rằng, đêm qua tôi ngủ với người đàn ông khác đấy, anh có vui không? Nhưng anh cũng có tội tình gì đâu, anh cũng đâu có muốn mình bị yếu sinh lý. Hóa ra tôi là người đàn bà ngoại tình vì chồng mình yếu sinh lý đấy. Đêm đêm nằm bên chồng, tôi thương mình bao nhiêu thì lại nhớ người tình bấy nhiêu. Nhớ quá tôi đã chạy lên sân thượng gọi điện cho anh. Anh giúp tôi giải quyết ham muốn rất đỗi bình thường ấy, rồi hẹn cuối tuần này sẽ bù đắp cho tôi thật nhiều. Tháng ngày tôi đã biến thành người đàn bà hai mang lúc nào không rõ. Một mặt là người vợ hiền, mẹ đảm, luôn dịu dàng yêu thương chăm sóc chồng con. Một mặt tôi lại là người hư hỏng, luôn khao khát bên người đàn ông khác, không phải là chồng. Tôi nên ly hôn với chồng để danh chính ngôn thuận ở bên người tình khỏe mạnh, để ngày ngày thỏa sức ái ân, hay cắt đứt với người tình để ở bên chồng và đứa con thơ dại. Tôi vừa muốn có chồng, vừa muốn có người tình, nhưng lại say dứt, dằn vặt mãi không thôi. Tôi có quá tham lam không? Hay là tôi nên đưa tờ đơn đã ký rất lâu rồi cho chồng tôi? Quý vị và các bạn thân mến, yếu sinh lý là một trong những nỗi sợ lớn nhất của cánh đàn ông. Nó không chỉ khiến cho bản thân nam giới không được tận hưởng những khoái cảm tuyệt vời do chuyện chăn gối mang lại, mà còn về mặt tinh thần, họ cảm thấy mình không phải là một người đàn ông đích thực. Cả hai người vợ ở hai câu chuyện mà ông Nhung vừa kể trên đều rơi vào tình huống oái âm là do không cởi mở chia sẻ với chồng. Tuy nhiên rồi sẽ đến lúc những áp lực mang lại từ chuyện chăn gối sẽ buộc họ phải lên tiếng. Đừng mãi im lặng rồi lựa chọn cách ra ngoài ngoại tình, tìm cảm giác lạ để rồi kết thúc là cái sự tan vỡ của hôn nhân, là sự gian vặt về mặt tinh thần. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Rất hy vọng quý vị sẽ bấm like, đăng ký kênh để chúng ta sẽ gặp lại Hồng Nhung với rất là nhiều những câu chuyện hay và hấp dẫn khác nữa sẽ được phát sóng vào 20 giờ mỗi tối trên kênh Chuyện Đàn Bà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.